Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nhật Nhút Nhát. Đây là nơi tôi chia sẻ về kiến thức kinh doanh, phát triển bản thân và góc nhìn về cuộc sống. Các bạn hãy đi cùng mình trong hành trình trải nghiệm cuộc sống. Bạn có thể xem tập mới nhất vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trong chương trình Cà phê sáng của kênh YouTube Nhật Nhút Nhát hoặc các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Bạn đang sống hay tồn tại? Câu nói này tôi vừa vô tình nghe được. Một câu hỏi mà khi nghe xong, tôi đã phải trầm ngâm rất là lâu. Và thực sự là tôi cũng chưa tự tin để trả lời ngay được. Bởi vì nếu ai đã trải qua nhiều thăng trầm thì sẽ thấy để trả lời câu hỏi này rất là khó. Nếu chỉ sống để tồn tại thì dễ rồi. Chúng ta chỉ cần đáp ứng được nhu cầu căn bản của con người, ăn, ngủ là được rồi. Nhưng để sống một cuộc đời ý nghĩa, xứng đáng với cơ hội của mỗi người chỉ có một, đó chỉ là sinh ra một lần trên đời. Và chúng ta chỉ có một lần duy nhất để hành động. Không chỉ có thế, thời gian của mỗi con người sẽ hao hụt dần đi. Nó cũng giống như đồng hồ cát vậy. Càng ngày số cát ở trên sẽ càng ít, đồng nghĩa rằng cơ hội chúng ta sống đúng nghĩa sẽ ngày càng ít dần đi. Những ai hiểu được sẽ càng thấy sự quý giá của cuộc sống, càng mong muốn thực sự sống có ý nghĩa, hay nói đúng hơn, đó là sống một cuộc đời đáng sống. Nhưng thế nào là cuộc đời đáng sống? Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau tùy vào mong muốn của họ. Có người thì cho rằng những người đạt được sự thành công trong sự nghiệp, có vị trí cao trong xã hội, được mọi người nể trọng là đã sống một cuộc đời đáng sống. Bởi vì trong tâm họ luôn khát khao quyền lực, được tung hô mọi lúc mọi nơi. Đúng chất, nói có người nghe, đe có người sợ. Có người thì lại cho rằng người nào giàu có, nhà cao cửa rộng, đất đai khắp nơi, siêu xe khắp nhà mới gọi là đáng sống. Họ mong có được một cuộc sống hưởng thụ, nay du lịch nơi này, mai du lịch nơi kia, thậm chí thay người yêu như thay áo thì không còn gì phải hối tiếc nữa. Cũng có một số người đã nói rằng gia đình mới là giá trị đích thực của cuộc sống, không cần giàu sang, chức tước, vì của cải danh vọng chết đi có mang lại được đâu. Những ai đang có gia đình êm ấm hạnh phúc mới là đang có một cuộc sống đích thực. Bởi vì họ đang mong cầu một gia đình đúng nghĩa, con cái ngoan hiền, cha mẹ hòa thuận. Nếu chưa theo ba điều mong ước ở trên, thì tôi có quen một anh bạn mà theo ánh mắt của mọi người, anh hội tụ đủ cả ba yếu tố. Hiện nay, anh đang làm lãnh đạo tổng trung của một công ty, được nhân viên tung hô mỗi ngày, một sếp, hai sếp, thứ ba cũng là sếp nốt. Mỗi lần dự tiệc, nếu anh tới muộn thì sẽ ngay lập tức mọi người hiểu ý mà trở lại những món ngon nhất cho anh. Mỗi khi anh xuất hiện là mọi người lại thay nhau ùa tới để nâng ly chúc sức khỏe của anh. Mỗi lần đi hát karaoke, chỉ cần anh cầm mic lên là ai cũng vỗ tay khen ngợi. Dù thú thật, tôi thấy anh hát rất là dở. Còn tài sản thì khỏi phải nói, nhà cao cửa rộng, đất đai trải dài từ Bắc chí Nam, sổ đỏ nhà anh phải cân ký, cân lô, chứ không đếm tờ như tôi nữa. Gia đình thì một vợ hai con, đủ nếp đủ tẻ. Và nhờ có điều kiện nên con anh ăn học toàn các trường tốt nhất của tỉnh. Nhìn vào gia đình anh, bạn bè đồng nghiệp ai cũng phải ngưỡng mộ, và ai cũng phải mơ ước một cuộc sống như anh. Phải nói là nếu ai dám chê cuộc sống của anh thì chắc chắn rằng sẽ bị thiên hạ chửi là điên ngay lập tức. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó luôn có một câu chuyện riêng của nó. Với một người không có năng lực thực sự xuất sắc như anh, để leo lên vị trí này, anh đã phải tham gia những buổi nhậu thâu đêm suốt tháng với cấp trên, với đối tác. Bất chấp sức khỏe ngày càng xấu đi, mấy lần nhập viện vì chảy máu dạ dày. Áo anh mặc, may mặt trước, ngắn lên mặt sau,
Mỗi lần gặp cấp trên là cúi gập xuống, nên may trước ngắn sau dài để che lưng cho tiện. Buổi tối, mỗi khi anh đang bưng bát cơm ăn dở, chỉ cần sếp gọi đi là anh sẵn sàng bỏ đó đi liền, bất chấp là việc lớn hay là việc nhỏ. Vậy theo các bạn thì anh bạn của tôi có được xem là đang sống một cuộc sống ý nghĩa không? Để đánh giá một người có sống cuộc đời đáng sống hay không thì không phải một mình người đó có thể đánh giá được. Cần phải đánh giá bởi ba đối tượng: bản thân người đó, gia đình và xã hội. Hôm trước có đọc được một cuốn sách viết về phát triển bản thân rất hay. Nếu tôi nhớ không nhầm là cuốn Bảy Thói Quen Hiệu Quả. Xin lỗi các bạn, thì tôi rất thích đọc sách và đọc rất nhiều, nên đôi khi tôi chỉ nhớ nội dung chứ không thể nhớ hết được tác giả hay cuốn nào. Còn ai mà muốn đọc thì tôi có thể để được link mua sách ở phần bình luận. Cá nhân tôi thấy đây là một cuốn sách rất hay mà các bạn trẻ nên đọc. Trở lại về cuốn sách, thì trong đó tác giả có nêu một tình huống rất là hay. Bạn hãy tưởng tượng rằng hôm nay bạn đi viếng đám tang ở một gia đình nọ. Cửa xe vừa mở ra, bạn bước xuống. Đầu tiên là tiếng nhạc trầm thấp, khiến không khí càng thêm cảm xúc khi tưởng nhớ về người đã khuất. Đại diện gia đình là vợ con, đại diện cơ quan là đồng nghiệp, và đại diện đoàn thể xã hội. Họ lần lượt bước lên đọc cáo phó, kể về những công trạng, giá trị và cảm xúc về người đã khuất. Đây là một truyền thống từng thấy ở bên nước ngoài, là cách người ta tưởng nhớ khi nhận về người đã mất. Bất ngờ, khi bạn nhìn lên di ảnh của người đã mất đó, thì ra lại là ảnh của chính bạn. Tôi xin phép anh em bỏ qua về vấn đề tâm linh nhé, vì đây chỉ là một tình huống giả định mà tác giả đưa ra thôi. Bây giờ, bạn muốn con của bạn sẽ viết thế nào về cuộc sống của bạn? Bạn bè đồng nghiệp sẽ viết như thế nào về bạn? Và cuối cùng, xã hội sẽ viết cáo phó như thế nào về bạn? Những dòng cáo phó đó thể hiện hết về cuộc đời của bạn. Và bạn có sống được cuộc đời đáng sống hay không? Chính những dòng chữ đó sẽ nói lên tất cả. Trở lại với trường hợp của anh bạn tôi vừa kể ở trên, thì anh em thử viết cáo phó cho anh bạn đó xem kết quả thế nào nhé. Đồng nghiệp sẽ viết: chúng tôi nhớ về anh Nga, một người sếp chuyên môn kém, keo kiệt với nhân viên, lồn cúi với cấp trên, nhưng lại hay thể hiện và bắt nhân viên phải nịnh nọt mình. Gia đình sẽ viết: chúng tôi nhớ về người chồng, người bố Nguyễn Văn A. Anh rất thương gia đình, kiếm rất nhiều tiền của cải lo cho cả nhà, nhưng vì công việc mà bố hay công tác nhiều nhà xa nhà, vì vậy chúng tôi rất ít có được thời gian ở bên bố. Xã hội viết: tạm biệt anh Nguyễn Văn A, một công dân bình thường, không có đóng góp gì cho mọi người và xã hội. Theo tôi, ai sinh ra cũng muốn sẽ có được một cuộc sống, cuộc đời ý nghĩa, để cuối đời nhìn lại có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng, sống một cuộc đời đáng sống. Chúng ta hiện tại đang trên con đường trải nghiệm cuộc sống, nên theo tôi không thể kết luận ngay từ bây giờ rằng bạn đã làm được hay chưa, mà phải tới những giây phút cuối cùng bạn mới có thể đánh giá được. Bản thân tôi cũng không tài giỏi để nói rằng phải thế này mới chuẩn, thế kia mới là sai. Còn sống thế nào thì mỗi cá nhân phải tìm ra giá trị, mục tiêu và mong muốn riêng của mình. Cũng giống như câu chuyện bốn bếp lò mà tôi có nêu ra ở số trước vậy. Bạn chọn huy hoàng ở sự nghiệp hay một sự cân bằng đủ cả bốn yếu tố: sự nghiệp, gia đình, bạn bè và sức khỏe. Riêng bản thân tôi cũng có một số ý kiến riêng của mình muốn chia sẻ, bởi vì chính tôi cũng đang hướng tới điều đó. Tôi muốn chia sẻ ra cho một số bạn đang nghe podcast. Biết đâu chúng ta lại là những người có chung chí hướng. Có ba điều mà tôi muốn đạt được trong hành trình chinh phục cuộc sống của mình. Đầu tiên, đó là về mục tiêu và giá trị của bản thân mỗi người. Chúng ta nên xác định được mục tiêu của đời mình là gì. Mỗi người sẽ có một mong muốn, mục tiêu khác nhau. Ví dụ như tài sản, có bạn thì muốn tôi phải đạt được 100 tỷ,
Chỉ có con số đó mới thỏa mãn được những mong muốn của tôi. Đó là mua được biệt thự trung tâm, xe sang 5 chiếc. Nhưng cũng có người chỉ cần 20 tỷ là được rồi. Căn nhà đủ ở, xe cộ đủ dùng, vậy là thong dong rồi. Nên chúng ta cần xác định được mục tiêu của mình lớn tới đâu, để từ đó biết được cái giá của mình phải trả cho mục tiêu đó lớn thế nào và có đáng hay không. Vì chúng ta ai cũng phải công nhận rằng mọi thứ đều có giá của nó, thuyền to thì sóng lớn. Khi đã xác định được mục tiêu, đích đến của mình, thì bây giờ là tới lúc chúng ta xác định giá trị của bản thân mình. Bản thân mỗi người ai cũng có cá tính, cái tôi của mình hết. Ai cũng muốn sống đúng với bản chất của mình, cá tính của mình. Và chúng ta thực sự hạnh phúc khi chúng ta được sống với chính nó. Vậy, để thực hiện mục tiêu đưa ra, bạn có chấp nhận đánh đổi giá trị của bản thân mình không? Bạn vốn không ưa nhậu nhẹt, nhưng vì thăng tiến trong sự nghiệp mà phải uống. Bạn vốn không thích nói dối, mà vì bán được đơn hàng, bạn có sẵn sàng lừa dối khách hàng để kiếm tiền. Khi đã xác định được mục tiêu, giá trị sống của bản thân mình, thì bạn có thể lựa chọn cách sống sao cho xứng đáng nhất. Nếu công việc đó, môi trường đó bắt buộc bạn phải sống khác với bản thân, bạn có thể lựa chọn thay đổi, thậm chí ra từ làm chủ để quyết mọi việc. Miễn sao bạn thấy vui với quyết định của chính mình, không hổ thẹn với bản thân là được. Điều thứ hai, đó là giá trị bạn để lại cho gia đình của mình, những người thân thiết nhất của bạn. Có thể là của cải, tình cảm hay những kỷ niệm lưu lại. Chúng ta phải công nhận rằng gia đình chính là nền móng, nguồn cội của mỗi cá nhân. Chúng ta đi làm, đầu tiên là nuôi sống bản thân, sau đó là lo cho vợ con, bố mẹ mình. Mỗi giây phút chúng ta được ở bên nhau, những hành động cử chỉ chăm lo cho mọi người, đó đều là giá trị bạn để lại. Cho nên chắc chắn rằng để biết được cuộc đời bạn ý nghĩa tới thế nào, thì sau bạn, gia đình sẽ là người đánh giá đúng nhất. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình đã lo được cho vợ, cho con cuộc sống ấm no, thì mình đã là người cha, người mẹ tốt. Nhưng sự thật chưa chắc đã vậy. Cho nên sau khi xem video này, bạn hãy thử hỏi vợ con mình xem điều gì thực sự họ mong muốn ở bạn, để bạn có thể hoàn thiện những mảnh ghép còn sót lại trước khi quá trễ. Điều thứ ba, đó chính là giá trị bạn cho đi xã hội. Thực sự chỉ cần bạn đạt được hai điều trên thì mình nghĩ cuộc sống của bạn đã rất hạnh phúc rồi. Còn việc cho đi hay không, đó là quyền của bạn. Không có một quy chuẩn nào của xã hội bắt buộc bạn. Tuy nhiên, bạn hãy để ý các tỷ phú trên thế giới, ví dụ như Warren Buffett, Mark Zuckerberg, họ đều quyết định cho đi 99% tài sản của mình. Hay như Bill Gates cũng dành phần lớn thời gian còn lại để đi từ thiện. Mong muốn của họ là giúp tạo ra một thế giới hạnh phúc hơn. Họ muốn thấy được thật nhiều nụ cười của những con người mà đôi khi họ cũng chẳng biết mặt. Tại sao họ phải làm vậy? Bởi vì họ biết được sức mạnh của sự cho đi. Mỗi giây, mỗi phút trong tâm trí của họ đều biết rằng ở đâu đó ngoài kia có những con người, gia đình đang tốt lên nhờ vào họ. Qua đó, họ cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rằng họ đang sống một cuộc đời đáng sống, trọn vẹn nhất. Những người cho đi nhiều thì tâm hồn họ luôn thanh thản và an vui. Như triết lý nhân quả còn nói, gieo nhân lành chắc chắn sẽ hái được quả ngọt. Cả ba điều trên các bạn có thể lựa chọn chờ tới khi mình có được tự do tài chính mới thực hiện, hoặc cũng có thể lựa chọn thực hiện ngay bây giờ, ngay tại lúc này. Đó là làm những việc mình thích, trải nghiệm những thời gian quý báu cùng gia đình, và cho đi bất cứ khi nào mình có thể. Cũng giống như kênh Nhấn Nhút Nhát, chúng tôi mong rằng các video của mình bổ ích, những kiến thức hay sẽ tới với nhiều người càng tốt. Hy vọng nếu bạn thấy rằng các video này hay, bổ ích, thì hãy để lại một bình luận để chúng tôi có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa.
bạn đang sống hay tồn tại? Một lần nữa tôi dành lại câu hỏi này cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè. Và nếu có thể, bạn hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi phát triển hơn. Cảm ơn bạn của tôi.